Hello xin chào anh chị em, cập nhật cái tình hình thị trường trong phiên giao dịch sáng hôm nay nha. Thì index chúng ta có một cái phiên sáng giao dịch cũng khá là giằng co. Thị trường tiếp tục trong cái phiên sáng hôm nay thì đang kết phiên giảm 4.21 điểm, kết phiên sáng nữa là 1257.03. BVH, SAB, Vietcombank, Gas là những cái mã đóng góp vào cái đà tăng của chỉ số. Ngược lại thì Techcombank, VPbank, SSB, ACB, LPbank, BAO, HBG là những mã đóng góp vào đà giảm của thị trường. Chúng ta thấy là cái câu chuyện là vẫn cái dòng tiền nó vẫn gọi là đang gọi là phân hóa, đúng không? Chưa có đi vô nhóm banh. Đầu phiên thì chúng ta thấy là có những cái sự gọi là tăng điểm khá tích cực của cái nhóm cổ phiếu như là khu công nghiệp nè, rồi cao su, rồi là phân bón. Nhưng mà đến đâu đó đến mà khoảng 11 giờ trở đi là áp lực bán gia tăng, thì một số cổ phiếu khu công nghiệp là nó cũng đà tăng, nó cũng giảm lại. Phân bón nhiều mã như DBM, DCM thì cái đà tăng nó cũng thu hẹp vào cuối phiên sáng. Dòng tiền chúng ta thấy là phe bán thì chiếm ưu thế ở những cái nhóm ngành chính này. Ở thị trường chứng khoán thế giới thì Hang Seng thì giảm hơn 2%, Nikkei 225 giảm 1%, các thị trường chứng khoán khác thì giảm nhẹ dưới 1%. Ngày hôm nay thì chúng ta gọi là nhà đầu tư ở trên thị trường thì đang quan tâm đến khá nhiều về cái tỷ giá. Thì hiện tại thì cái USD trên Việt Nam đồng thì nó vẫn quanh ở ngưỡng là 25.500, nhưng mà ở ngoài gọi là chợ đen á, thì chúng ta thấy là cái tỷ giá nó đã lên đến ngưỡng là 26.000 rồi. Đó. DXY á, thì trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì cũng là đang tiệm cận ngưỡng 106, và hiện tại thì đang có cái sự điều chỉnh nhẹ ở cái ngưỡng 105.9. Về các cái diễn biến cụ thể hơn trong cái phiên giao dịch sáng hôm nay thì tôi thấy là index thì có một cái mở phiên tương đối tích cực, có sắc xanh nhẹ, thị trường hồi lên, do đó là chạm lên cái vùng cản phía trên. Thì bắt đầu là chúng ta thấy là lên đến cái vùng khoảng 1260 đó, thì bắt đầu là có những áp lực. Đấy, thì ở đây chúng ta đang coi là Ichi thì chúng ta thấy là index thì nhiều khả năng thì cá nhân em nghĩ là nó sẽ còn có khả năng là nó sẽ tiếp tục hồi phục. Đó, nó đi lên xong rồi nó bị test trở lại thì vẫn còn dư địa để nó hồi phục tiếp tục lên trên cái vùng là 1270. Đó, ít thì có thể là hồi lên vùng 1270 trong cái dịp này. Đó, RSI thì cũng có trạng thái là phân kỳ đổi chiều. Đó thì trên khung đồ thị daily đi. Ở trên khung đồ thị daily ấy, thì chúng ta thấy là index đã chính thức là mất cái hỗ trợ của khung đồ thị hài ở ngưỡng là 1278 này. Tuy nhiên thì phía dưới đang có cái vùng mây hỗ trợ 1236 ở cái vùng quanh 1250. Đấy. Cho nên là về mặt ngắn hạn chúng ta thấy là index khả năng thì nó sẽ có cái vùng mây ở đây nó đỡ. Đó thì đâu đó thì phải qua tuần sau á, thì nó mới có những cái gọi là eo mây mỏng á, thì nó sẽ xuyên được. Còn hiện tại thì cá nhân em nghĩ là xác suất cao thì index của chúng ta trong phiên ngày hôm nay hoặc là đến hết tuần này thì cũng vẫn là gọi là đi rung lắc ở trong này thôi. Còn nếu mà có nó nhúng xuống được dưới vùng 1236 thì nó cũng bật lên. Đấy. Diễn biến thì chúng ta thấy là những cái phiên hồi phục thanh khoản thấp, đúng không? Bán thanh khoản lớn nè. ADX thì đâu đó là đang có chiều hướng cải thiện dần. Đó, tức là chúng ta thấy là ADX từ cái vùng gọi là dưới giá 11 bây giờ đã tăng lên hôm nay là 16.9 rồi. Đó, với cái đà giảm điểm của thị trường mà kèm ADX tăng, thì nếu mà ADX mà nó tiếp tục là nó vượt qua cái vùng 20 thì rất dễ là chúng ta sẽ có một cái xu hướng giảm mạnh. Đấy. Còn cái câu chuyện ở trên thị trường thì dòng tiền trong phiên sáng hôm nay thì nó vẫn là cái gọi là dòng tiền nó vẫn gọi là đang gọi là lưỡng lự cái nhóm ngành ngân hàng, đúng không? Nhóm ngành ngân hàng thì nó vẫn gọi là đang tìm vùng cân bằng. Đó, retest là những vùng đáy, RSI thì cũng đã vào dưới những vùng quá bán rồi, nhưng mà nó chưa có gọi là thoát khỏi cái vùng kênh cản chéo, mà nó vẫn gọi là đang nằm phía dưới hỗ trợ. Đó, thì nó đang loanh quanh tìm đáy. Thì nếu mà nhóm ngân hàng này mà nó tạo đáy thành công á, đó thì chúng ta sẽ có những cái hy vọng. Tiếp theo là nhóm ngành bất động sản đi. Bất động sản thì chúng ta thấy là sự phân hóa rõ rệt. Thì nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp này, đó một số cổ phiếu cao su đi, đó thì nó tương đối tích cực. Còn lại là nhiều cái nhóm bất động sản thương mại như là Nam Long nè, Khang Điền nè, rồi dụ Phát Đạt, Đất Xanh, Sale, đó thì vẫn yếu. Đó, vẫn trên xu hướng giảm. Chứng khoán SSI hoặc là VND nè, HCM hoặc là VCI đi thì cũng đang vào đáy đó. Thì trong cái giai đoạn hiện tại thì thị trường nó đang là tương đối là nhạy cảm, dòng tiền ở trên thị trường nó vẫn gọi là đang đi loanh quanh. Phiên thì nó kéo nhóm ngành thép, hôm thì nó kéo nhóm ngành khu công nghiệp, hôm thì nó lại chuyển qua nó kéo nhóm ngành điện đấy. Thì cái dòng tiền như thế này thời điểm hiện tại kèm theo cái gọi là áp lực bán của nhà đầu tư khối ngoại thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta giai đoạn này xét về cái gọi là câu chuyện đầu tư thì nó đang gọi là ở những cái vùng nó đang 50-50 đó. Khối ngoại trong phiên sáng hôm nay lại tiếp tục bán 474 tỷ, bán Techcombank, bán FPT, bán bao đó, mà chúng ta thấy là nguyên một cái chuỗi bán thì chưa có ngày nào mà khối ngoại họ ngừng lại cả. Có những cái phiên thì họ bán thì họ chỉ có là ít bán lại thôi đó. Còn những phiên bán mạnh thì có thể là bán đến 1.500-1.800 tỷ. Đây. Ok, thì cái dòng tiền ở trên thị trường giai đoạn này là cái mà chúng ta phải hết sức gọi là quan sát nha anh chị. Tại vì thị trường chứng khoán mà muốn lên được thì nó phải có yếu tố về dòng tiền đó. Cổ phiếu có tốt nhưng mà dòng tiền nó không vào thì nó cũng sẽ khó tăng ấy. Nên là với những cái diễn biến hiện tại chúng ta phải quan sát là dòng tiền sắp tới nó đi vô cái nhóm nào, nó có vô cái nhóm ngành dẫn dắt hay không đó. Nếu mà nó không vô những cái nhóm ngành dẫn dắt mà nó vẫn còn nằm ở những cái nhóm nó leo bên ngoài đó thì thị trường là nó có thể là đi ngang đó. Nhưng mà nếu mà thị trường là nó buông hết thì có thể là nó sẽ gọi là có những cái chiều hướng nó sẽ tiêu cực. Còn hiển nhiên ở trên thị trường thì ngày nào nó sẽ có những cái nhóm mà nó giật lên giật xuống, nhưng mà nhiều khi nó bùng lên một cây nhưng mà hàng về thì chưa kịp ăn. Cái đó là cái đặc tính của thị trường trong cái pha giảm, từ nó giảm xong nó hồi lên, giảm xong nó hồi lên đó. Thì anh chị giao dịch hết sức là lưu ý trong giai đoạn này đó. Ok, cảm ơn anh chị nha, chúc mọi người một cái buổi chiều giao dịch thật là hiệu quả. Cảm ơn anh chị, bye bye. Anh chị nhà đầu tư cần người đồng hành, cần người hỗ trợ tại SSI có thể liên hệ với em Đức theo số ở trên màn hình nha. Ở giai đoạn này thì cá nhân em suy nghĩ là chúng ta nên quan sát cái nhóm ngành ngân hàng. Nếu một cái nhóm này nó tạo đáy được thì chúng ta có thể là hy vọng thị trường tạo đáy. Còn nếu một nhóm này nó không tạo đáy thành công thì rất rủi ro nha anh chị. Ok, bye bye anh chị ạ.